Xin chào mọi người, cũng như đã hứa ở clip trước, nếu như clip trước được nhiều người xem thì mình sẽ làm tiếp tục những clip sau chất lượng hơn. Và hôm nay mình làm tiếp tục clip này, đó là bánh bò sữa tươi nha. Và bắt đầu khâu chuẩn bị nguyên vật liệu mình có để ở góc màn hình á. Và bây giờ là sữa nóng sôi lên để vừa ấm thì trộn vào bột. Trộn đều nha, trộn từ từ thôi để không hơi bị bón cục. Sau khi bột đều thì cho qua rây, rây cho nó mịn thì mịn lại. Là phần lòng trắng trứng với hai lòng trắng, cho một muỗng đường đánh bông lên và tiếp tục cho thêm một muỗng đường nữa và đánh bông. Đánh tới khi nào các bạn thấy nó mịn và có chớp như vậy là được. Tiếp tục trộn hai nguyên liệu lại với nhau, nhớ là nhẹ tay thôi nha, và khuấy một chiều để không hơi bánh bị xẹp đó. Khuôn thì hấp trước, cho nóng khuôn và quét dầu nha. Và cho bột vào khuôn, hấp trong vòng 15 đến 20 phút là bánh chín nha. Để chắc chắn thì dùng tăm xiên vào bánh, không còn dính nữa là bánh đã chín. Đây là bánh bò sữa tươi của mình đây.